Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi. Kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi chuyên cung cấp các vật phẩm, đồ thờ, đồ phong thủy. Mọi người cần hỗ trợ, inbox cho bên chúng tôi để được hỗ trợ. Mong mọi người hoan hỉ và đóng góp với kênh chúng tôi để chia sẻ những giá trị thiết thực cho những người có nhu cầu về đồ thờ, đồ phong thủy. Hôm nay thì Sơn sẽ dẫn các bác đi tham quan và tiện chúng ta sẽ tham khảo làm thế nào để chúng ta có thể trang trí một cái bàn thờ, một cái sập thờ hay một phòng thờ thật là trang nghiêm, mang lại cho gia đình cái vượng khí và để chúng ta có một cái nơi thật là tuyệt vời ở trong căn phòng thờ của mình. Sơn đang có mặt tại một cửa hàng khá là lớn, đó là cửa hàng Gốm Sứ Tam Hợp của anh Tam. Hôm nay thì Sơn cùng các bác sẽ đi vào đây. Không đỡ gì nhỉ? Vâng. Hôm nay là em muốn tới để tham khảo cũng như là được tư vấn về trang trí cái bàn thờ, cái sập thờ để thờ cúng bà tổ tiên ấy. Ok, thế nên nếu như vậy thì em sẽ lên hẳn trên tầng trên. Chị có cái mẫu bàn sẵn ấy. Em có thể lên để chị chia sẻ cho em từng cái sản phẩm và cái kích thước của bàn làm sao cho nó phù hợp với không gian thờ em nhé. Bộ này là làm từ đá à chị hay là cái gì? Đây là một cái bộ bộ thờ gốm men dạ em ạ. Gốm men dạ chị? Gốm men dạ. Ủa, cái này nó như kiểu nó bị nứt đi chị, cái này này nó như kiểu bị nứt à? Đúng rồi, nhìn thì rất giống là nứt nhưng thực ra đây là những cái đường men dạ trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau như là nó như làm con cháu nhớ về tổ tiên ấy. Đấy là mình không quên cội nguồn của mình. Nối tiếp đúng ý rồi. Nghĩa của nó là kiểu như là cái thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Đúng rồi. Thế mà nhìn em cứ tưởng là nó bị nứt. Thế nên là gọi là đọc là men dạ hay là men dạ? Men dạ em ạ. Men dạ. Đấy nó dạ đấy. Thì cái bộ này là làm tổng là bao nhiêu món ta? Đâu đó nó rơi vào khoảng tầm mười mấy món ấy. Thực ra là trên cái không gian thờ thì mình cũng không cần phải bày nhiều quá đâu. Nó chỉ cần những cái sản phẩm cần thiết yếu thôi cho nó thoáng đãng cái không gian thờ của mình. Như ở đây này em thấy là đang có một cái bộ đỉnh lư là cũng cùng bộ men dạ luôn, sau đó là ba cái bát nhang chân đế các thứ cùng dòng men dạ, ống hương, lọ hoa, mâm quả, khay nước, đèn dầu là tương đối đầy đủ trên một cái không gian thờ như thế này, chóe nước em ạ. Vâng. Thế cái này là để làm gì chị? Đấy là cái ống cắm hương đấy em ạ. Ống cắm hương. Thế thì mười mấy món chỗ này à? Đúng cái này gọi là cái lư hương này đúng không chị? Đúng rồi, lư hương dòng men dạ đồng bộ với lại bát nhang luôn. Thế có nghĩa là bây giờ nếu mà mình nếu một cái bộ thờ mà đầy đủ là mình tất cả chỗ này là đủ luôn. Đúng rồi, như thế này là tương đối là một cái bàn thờ cung kính, trang nghiêm đầy đủ rồi. Còn có rất nhiều các cái phụ kiện nữa, nhưng mà theo như chị thì mình nên cân đối những cái gì cần thiết thì mình để như thế này, gọi là những cái sản phẩm đã cần thiết đủ rồi. Còn nữa ví dụ như là nó có thêm mà cái bát để Phật tổ hay bát trà sâm, nhưng chị nghĩ là những cái vật phẩm đó là cũng phải tùy theo cái bàn to lớn hoặc là theo cái nhu cầu của người dùng. Thế như một bộ này là bao nhiêu tiền chị? Như cái bộ này là nó bên nhà chị là bao gồm cả đỉnh tất cả y xì, như trên không gian trưng bày này đang có giá là 18.800.000. Tổng hết được tất cả chỗ này 18 triệu. Đúng rồi. Đây là dòng men dạng cao cấp. Dòng men này là được nghệ nhân Bát Tràng là đắp kỹ vẽ kỹ. Cũng có những cái sản phẩm cũng men dạng nhưng mà giá thành nó sẽ rẻ hơn, hoặc cũng có những men dạng giá thành cao hơn một chút. Thế là cái này cũng thuộc hạng là khá khá. Cái này là để mà mua là mọi người cũng cần phải tìm hiểu. Thứ nhất là nó có chuẩn hàng của Bát Tràng hay không. Thứ hai là cái chất men, cái lớp men ấy nó có sáng, nó có chất lượng hay không. Em ạ. Thế ví dụ như là chất lượng 10 điểm thì cái này là đang chấm là bao nhiêu điểm chị? 10 điểm thì cái này đang là điểm thứ 9. Thứ 9. Chưa thể nào là thứ 10 được. Bởi vì thứ 10 thì nó là cái hàng đặt theo yêu cầu. Thì có cái này là trên 10 không? Trên 10 thì chị nghĩ là không. Thế nói chung là cỡ khoảng xem là mười mấy, hai mấy triệu đến 30 triệu trở lại. Đúng một rồi. Cái bộ như thế này. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi.